nay đang làm content mới thì gặp bạn fan bạn ấy gạ solo 1v1 với mình nên mình cũng chấp nhận. Bạn này là top nên booty rất cao, mình đoán cũng khoảng trên 10m booty. Và thực sự mà nói cái trình combo dark của bạn này rất cao. Bạn ấy sử dụng combo dark cộng Shisui cộng Superhuman nha. Và đây cũng là một combo cũng những nó vẫn rất mạnh cho đến thời điểm hiện tại. Và đây là cách bạn đấy chơi dark nha. Kỹ năng TTP của bạn này là mình phải ấn tượng. Và kết quả mình đã thua. Vì đã hứa ngay lúc đầu nên mình quyết định cho bạn này lên video của mình. Username của bạn đấy mình sẽ để ở phần comment nha.